Tiểu sử ca sĩ Trường Sơn. Ca sĩ Trường Sơn sinh ngày 25 tháng 1 năm 1982. Trường Sơn sinh ra và lớn lên tại vùng đất Nam Bộ, là một người con của huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. Với niềm đam mê dòng nhạc dân ca trữ tình từ lúc còn thơ ấu, nhưng Trường Sơn cũng khá là đa năng khi tham gia hát rất khá nhiều nhóm nhạc ngay từ ngày bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp của mình từ năm 2002. Và hiện tại anh là trưởng nhóm FM gồm 4 thành viên nam cũng được rất nhiều khán giả yêu mến, nhưng riêng Trường Sơn lại đặc biệt yêu thích dòng nhạc dân ca trữ tình. Trường Sơn cho biết, từ nhỏ Sơn đã yêu thích dòng nhạc dân ca trữ tình quê hương. Tuy nhiên do tính chất công việc phải xây dựng một nhóm hát trẻ nên Trường Sơn tạm gác lại đam mê của mình. Trường Sơn chỉ hát nhạc trữ tình dân ca khi đi chơi hát với nhau cùng bạn bè. Một số nhạc sĩ anh em thân thiết nhận thấy chất giọng mượt mà, truyền cảm của Trường Sơn nên đã mời Sơn thu âm các ca khúc mới, đó là sáng tác của các nhạc sĩ Cao Nhật Minh, Trương Phi Hùng. Trường Sơn mang những ca khúc này về cho gia đình, bè bạn và fan nghe thử, ai cũng động viên Sơn nên tiếp tục phát huy. Vì vậy, Trường Sơn đã mạnh dạn thu âm cả album chuyên dòng nhạc mang âm hưởng dân ca quê hương. Vốn có phòng thu riêng nên Trường Sơn dành nhiều thời gian thu âm nhạc và chỉnh sửa thật mượt mà những ca khúc như Trả Lại Người Tình, Tình Cha Nghĩa Mẹ, Thương Cô Út Đưa Đò vân vân. Trường Sơn rất vui và hạnh phúc vì mình đã thực hiện được giấc mơ ngày xưa là hát những giai điệu ngọt ngào như Du Lòng Người Nghe. Nhưng Sơn cũng hiểu rằng dòng nhạc này có một đối tượng người nghe nhất định chứ không có sự cổ vũ ồ ạt như thể loại nhạc trẻ. Tuy nhiên, Trường Sơn cũng thấy rõ rằng khán giả của dòng nhạc này rất chung thủy. Nếu mình hát bằng tất cả tấm lòng mang đến những giai điệu mượt mà thì sẽ được khán giả ủng hộ lâu dài. Sơn đã nhìn thấy điều này từ tấm gương của những đàn chị hát nhạc dân ca như ca sĩ Hương Lan, ca sĩ Bích Phượng. Với một ca sĩ trẻ tự lập cho nghề hát thì Trường Sơn luôn dặn lòng phấn đấu hết mình. Quá trình bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp cũng có nhiều kỷ niệm khó quên. Thế nên, mơ ước làm một album rồi làm một live show ghi nhớ quãng thời gian đi hát đã được ca sĩ Trường Sơn ấp ủ bấy lâu và thực hiện từng bước một. Nay Trường Sơn đã thoải mái thực hiện album vì Sơn đã đầu tư được phòng thu âm cho riêng mình. Với sự lao động cần cù của một chàng trai nhà quê, Trường Sơn may mắn làm chủ phòng thu và được anhem nghệ sĩ đón nhận. Với album của riêng nhóm và album nhạc trữ tình của riêng mình thì Trường Sơn tự thu và mix. Sơn muốn nghe thật kỹ những giai điệu dân ca quen thuộc mình mê đắm để có thể trau chuốt thành sản phẩm chất lượng nhất. Trường Sơn mong rằng những sản phẩm âm nhạc được đầu tư bằng tất cả tấm lòng sẽ được khán giả lắng nghe và dành nhiều tình cảm ủng hộ. Về đời tư của ca sĩ Trường Sơn, Trường Sơn kết hôn với Kim Thư, cũng là ca sĩ cùng quê với anh. Hiện cả hai có một đứa con trai kháu khỉnh. Do hát nhóm nên lúc đầu cả hai cùng hát nhạc trẻ. Sau đó Trường Sơn vừa hát nhạc trẻ với nhóm FM vừa solo nhạc trữ tình, dòng nhạc mà anh yêu thích từ nhỏ. Còn Kim Thư sau khi kết hôn với Trường Sơn thì không còn hát nhóm nữa mà chuyển sang hát solo và song ca với Trường Sơn. Nhờ thường xuyên hát chung với ông xã nên Kim Thư cũng bắt đầu chuyển dần sang dòng nhạc trữ tình với sự dìu dắt của Trường Sơn. Tuy nhiên lúc đầu Kim Thư vẫn chưa tự tin lắm nên cô vẫn đi hát nhạc trẻ chủ yếu, thỉnh thoảng mới hát nhạc trữ tình khi song ca với Trường Sơn. Và cũng nhờ sự dìu dắt của Trường Sơn, giọng hát Kim Thư ngày một ngọt hơn, mềm mại hơn, và đến nay thì có thể nói Kim Thư đã trở thành một giọng ca bolero thực thụ. Các ca khúc thành công của anh như Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang, Đêm Giao Thừa nghe một khúc dân ca, Liên Khúc Tội Tình và có lẽ Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa.